Ngày 7 tháng 6 năm 2024, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Gioan chương 19 câu 31 đến câu 37. Suy niệm tin mừng. Chúa Giêsu đã yêu thương nhân loại cho đến chết. Trái tim Chúa đã mở ra, những giọt nước và máu cuối cùng đã được ban cho nhân loại. Chúng con rất xúc động khi nhìn thấy trái tim Chúa đã bị lưỡi đồng đâm thâu. Chúa đã không tiếc gì với con, cả đến những giọt nước và giọt máu cuối cùng trong trái tim Chúa, Chúa cũng dốc cạn cho con. Tình yêu của Chúa thật cao cả và trọn vẹn. Lạy Chúa Giêsu, dịp lễ Thánh Tâm Chúa là cơ hội để chúng con chiêm ngưỡng và nhận biết tình yêu Chúa đã dành cho con, và nhất là để con biết đáp lại tình yêu Chúa bằng một tấm lòng chân thành với tình mến sâu xa. Thật vậy, trái tim của con đang cần thanh luyện để biết yêu thương quảng đại hơn, biết mở rộng cõi lòng như một món quà trao tặng người khác. Nếu Chúa đã yêu thương con cách trọn vẹn, kể cả những giọt máu cuối cùng trong trái tim, thì chúng con cũng cần biểu lộ một tình yêu biết dốc cạn cho người khác. Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng tự nguyện đi bước trước, đến bắt tay kẻ con đang giận hờn. Tình yêu được dốc cạn khi con quảng đại giúp người túng thiếu, không một chút luyến tiếc hoặc tính toán hơn thiệt. Và tình yêu được dốc cạn khi con dám can đảm chấp nhận phần thiệt thòi cho mình để người khác được lợi ích hơn. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin Chúa thanh luyện trái tim chúng con và giúp chúng con thực hiện điều đó. Amen.